ngủ cái gì nha. Mà cái thằng quay phim của em nó còn rảnh, nó có đu như con khỉ lên cái cây đó để nó quay phim. Rồi đó, bẻ cái này qua. Mà thằng ở dưới thằng ánh sáng đang chích điện lên. Đủ rồi. Cái thằng quỷ nằm dưới nè. Qua đây nè. Nó xạo á, thằng nằm dưới nè nó xạo nè. Chân vô, nhích cái chân vô. Do hiện giờ 12 đang quay cái mặt á. Rồi, cảm chân giác nằm sao? Rồi quay qua. Anh qua. Nằm thấy sao rồi? Ừ. Ừ, lớn lên. Cái thiệt hả rồi? Ảnh liên rồi chị. Hờ liệm đi hả? Tôi mới quăng. Tôi mới quăng có 3 cục đất à. Rồi cao lên. Mà liệm đi rồi hả? Cảnh này là cảnh cảnh sướng nhất trong phim đó. Dạ. Cái cảnh này á là lúc mà Lòi làm kịch bản á thì Tô đi qua nhà của chị Khương, thì hai chị em ngồi ngay cái bàn ăn của bà chị, thì mới ngồi tính ra từng cảnh. Thì có một cái cảnh là nếu mà đã đem Tấn Voi đi rồi, đem Cindy đi thì phải chôn Cindy, thì mình phải kiếm một khu rừng để mình chôn. Thì hai chị em mới ngồi nghĩ ra, nhưng mà đúng là có thể là cái cuộc đời nghệ sĩ nó rất là cực, nhưng mà cái trải nghiệm thì nó quá nhiều đối với một đạo diễn trẻ như Tô. Thì quá nhiều những cái phân đoạn và những cái cảm xúc của cái anh chàng đạo diễn này, và tôi nghĩ đây là rất khó để thực hiện những cảnh này, và rất khó diễn viên nhận lời những cảnh này. Rồi đi cướp đêm này nọ là nữa đó, phải chăng sáng tại tụi ánh sáng nó tới là chăng sáng. Để nghiên cứu lại chứ. Có gì vậy sợ? Có gì? Nó tùng tùng. Giờ này mày còn nghiên cứu à? Anh lớn chưa anh làm cái vợ gạo thôi, còn bỏ bỏ vô số. Anh lớn chưa anh làm vợ gạo thôi, còn vợ gà bỏ bậy. Tỉa cận cái từ bên đây, đây luôn. Sau khi xong đây hết, anh mới lập chụp. Đi rồi, bên này toàn này là lấy cái cạnh anh luôn vô. Rồi, bước ra chống tay nè. Để tay lên là chống nè. Rồi, đúng rồi. Rồi, một bước, quay người lại, ngã xuống. Wow. Ở đây rồi. Giờ tới bạn nam. Quay qua ngoài nhìn. Em đừng có quan tâm mấy ông này. Rồi em nói luôn cái bối lúc này là anh em đang vui vẻ nha. Và lúc này là đã bị ông nào biện tiểu mã qua quýnh từng người rồi đó. Đang vui vẻ nè. Đúng rồi. Bảy chạy. Đứng sau cây cầu rồi Phan. À,
xuống thì chiếc xe lăn nó két đụng cho người chị kích mình. Bà thắng rồi luôn đó. Đúng không? Được không? Xong chị lại nhìn xuống. Em làm cái gì vậy? Tù với em tại em quá mà chú ơi. Cái khó là làm sao mà em diễn viên hài mà không được hài. Hôm qua tối qua thấy chị Vân không? Đó. Rất cực. Nhưng mà cực hài. Chỉ là đỉnh rồi, đỉnh của hài rồi, không cần diễn hài mà coi vô rất hài. Ủa tối quen có quay cái shot đó mà mặt xanh ngơ ngác vậy, quay phim sau khi một tuần không ngủ, giờ mặt ngu ngu. Đó lần đấy gà đó Khoa, cái khúc đó là lần đấy. Có thể đó, một người đã từng giết, giết em chị, bắn chị, rồi bây giờ lên tắm quyền kinh doanh chợ mới hay sao? Mẹ có thể lên đây thăm anh thì không thể gặp mặt tôi. Rồi xong lúc đó tính mới la ở trên la lớn. Hey, ai cái cậu nói? Kêu ngủ tính đi em. Trời, cả đàn chờ. Cả đàn chờ em. 6 giờ ngủ tới 11 mà giờ dậy ăn một tô. Nhắn gầu rồi chứ. Đang làm gì hả? Rồi, hai mày đang gầu đi tắm. Thank you.
lái hơn. Tại có một lần tôi đóng phim thì phải lái chiếc cano bự, và có một bạn kỹ thuật nằm ở dưới sàn để có chuyện gì bạn hỗ trợ. Nhưng mà hôm nay thấy Quân, người đàn ông trầm tĩnh ngồi sau lưng rã vô tay dạy cho nhiều bài học rất hay. Đối với Hương là rất là nhiều người hỏi tại sao cực vậy, hôm qua quay đánh lộn đánh đạo là 4 tiếng hồ đánh nguyên một đêm mà Hương sưng hết cơ người, mà tại sao phải đi liên làm liên tục như vậy, quá cực. Nhưng mà nói tóm lại là do Hương thích, Hương rất thích, có nghĩa là một cái này là một bài học nữa. Và nếu như trong nguyên cả một cuộc đời của một con người mà mình không có trải nghiệm là mình sẽ rất là cũ. Chắc là bản thân Hương là người thích phiêu lưu, và đây là cái một cái nghề, và khi mình làm được cái gì mình thích thì mình sẽ rất là tăng động. Và hôm nay Việt Hương đã tự làm bản thân mình cho mình trải nghiệm, là mình trải nghiệm được là một mình là nữ 45kg hơn, chạy một mình ngoài đó. Và Hương có hỏi những cái mà ngặt nhất với là anh chàng Tinh Quân. Anh chàng này rất là trầm tính, mà trên sông nước thì tôi rất thích chàng trầm tính này. Đây, phim chạy đi rồi tính thì anh chàng này lái cano cho Việt Hương chỉnh sửa máy. Và sau đó thì Việt Hương lại thêm một cái phim nữa, chỉ bắt được coi đánh rớt xuống thôi. Thì anh chàng này là kỹ thuật luôn mà biết phái. Quân là cho công ty nào Quân? Dạ, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phong. Và Ngọc Phong là đóng cano. Đóng cano. Và rồi, công ty tour du lịch là Sài Gòn River Tour. Sài Gòn River Tour. Thì Ngọc Phong thì cái người tên Ngọc đó là em của Việt Hương, còn anh Phong là dạy anh. Thì hai vợ chồng là hỗ trợ Hương cả trên quãng đường làm nghệ thuật của Hương. Nói về cano là hai vợ chồng dạ nghèo lắm, dạ đóng cano cho toàn bộ đất nước Việt Nam này. Dạ lính là mã đeo sợi chèn muốn sợi cổ quý vị. Mà lúc mà Hương gặp Quân á là không có được mập ngon lành gì đâu, không biết công ty Ngọc Phong nuôi làm sao mà giờ là lên 10 kg luôn. Dạ, quý vị. Dạ, Ngọc Phong nuôi dạ. Và Sài Gòn River Tour là đi tour trên sông, tất cả các tour trên sông luôn. Thì Việt Hương xin cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Cảm ơn gia đình Ngọc Phong nha. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phong là người đóng cano. Cảm ơn Sài Gòn River Tour đã đưa rất là nhiều tour trên sông đi, rất là vui. Các bạn liên hệ cần trai đẹp Quân này đi theo cũng được luôn nha. Còn các bác lái giỏi gạo cội thì đều có mặt ở đây để phụ trợ đó. Đang nhìn xa xăm, mặt rất buồn. Suy nghĩ là tại sao sáng nay mình vẫn được nghỉ mà lãnh lương đủ, là tại đi chơi với chị Việt Hương. Bye bye nha, cảm ơn Ngọc Phong, cảm ơn Sài Gòn River Tour nha. Hai chị em chuẩn bị đi lái tiếp nha. Vậy đâu, chị cặp thẳng đầu vô à. Bao nhiêu năm trong nghề? Mười năm mấy năm chỉ lãi đi đua người ta thôi đó, bây giờ cặp đẹp vậy luôn đó. Đúng rồi, quay qua đây nè, cái nhà bên này nè. Quay qua nhìn cái nhà nè. Nhìn qua cái hướng nhà, nhìn qua hướng tụi em nè. Đó, me nè, đúng rồi, cái nhà này rồi. Các bạn có biết không, thằng Lãm là mười mấy năm trong nghề rồi, nó mới đậu ngang được chiếc xuồng. Vậy mà em có mười mấy phút em đậu ngang được luôn. Lãm mày ẩm tao về, có Lãm ẩm tao về, tôi đi làm cano. Bây giờ cái thằng Quân hôm nay nó như là cái thứ ăn không ở rỗi, nó đâu rồi? Chi vậy, chi vậy cưng? Đậu đó làm chi vậy, chờ đón ai vậy? Tao có bị gì đâu. Rồi, về đi. Cầm kim bầu. Về ngủ đi. Anh ơi. Quay nữa hả Quân? Dạ, quay nữa. Quân ở lại đi Quân. Đó, cái tóc bị nhổng lên. Trời ơi, cái tóc này nó bay cho bay chứ chú. Mãi mà nó đứng xỉa luôn. Nó nhiều năm á. Hay lấy cặp tâm kẹp cho chị được không? Trời nón được bé. Không, đừng nói nó chú. Vậy sao em chịu kéo chị vuốt tóc? Tao cũng có thể vuốt được chị.
làm gì vậy Tùng? Nãy tao quay xong rồi. Tao còn ở đây mà mày ra ngoài chỉnh. Rồi camera lên. Rồi leo quay. Chuẩn bị quay cam. Quay. Vô cánh là. Vô cánh là. Giống giống chuyện của tớ thằng kế chạy về. Ông đạo diễn đâu có quan tâm mà tụi bay quay cái gì, tụi bay quay cái gì? Đủ hình mà quay hoài. Đó, đủ hình mà quay hoài. Trong lúc đó ông đang chơi Facebook, ông lên hình ông đẹp, ông up lên Facebook, ông nói: "Nè, năng bay kinh nó đẹp chưa? Đây nè, đó cái bạn, các bạn nhìn vô đi." Ông đạo diễn đâu có quan tâm, nhả làm chi? Nhỏ nhả không còn gói. Rồi, Đạt nói tiếng coi. Cất máy hết đi. Đớp, kêu cất máy kìa tụi bay. Xin chào tiếp trưởng lại. Ông chùm chợ mấy gì kỳ vậy? Đi đâu vậy?
Sao anh em mình quay xong thấy có lỗi với chưa? Hai cái mình là thuộc vai nhiều. Mày biết đó. Có mấy nghiệp. Tao là ai chứ? Tao sẽ quay cái chỗ mà. Cứu người chị làm luôn, nó lên nó ăn uống nó dưỡng thể nó xong rồi tới giờ. Đi qua đi ba đi bất chơi. Đi ba đồ chơi. Ra kêu ơi 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 ơi. Ơi. Nhảy nhảy lên. Nhảy lên. Hay. Cái gì vậy? Cái gì? Đi luôn rồi. Dẫn dẫn. Rồi vậy thôi nha. Cuối phim rồi nó chở kìa. Nó ngồi hết cái yên luôn, cho chị ngồi cái con sắt chị cười chết rồi. Cũng lọn cái đất xuống. Đau cũng bể đó. Không có chỗ ngồi. Trượt cũng có chẹt xuống vậy nè. Nó hát lắm mấy cái này ăn dưỡng đó nè. Tính nó y như mấy con chó mà bị chủ bỏ. Con nhỏ tới thương chạy cái đầu trắng. Trời ơi, tôi quay qua, tôi không dám dò mặt nó, tại giờ mấy anh ra ngồi quá. Ê, trời ơi, ông Trùm chở mới. Cảm ơn anh Tuấn Voi trong vai Cindy. Hết giờ.